Hello, chào tất cả mọi người. Nhà vườn chúng em hôm nay quay cái vườn chuối này, vừa bán buồng vừa bán chuối giống. Đây ở dưới này là chuối giống này, chuối con. Đấy, chuối này thì bên chúng em là thu vào từ bây giờ đến tháng 4, tháng 5. Em giới thiệu luôn với lại các bác là khoảng cách từ cây nọ tới cây kia là 2,5 m, còn hàng cách hàng là 3 m. Đây giữa này là có lối để cho xe vận chuyển hàng hóa đi. Còn mỗi một bới thì hiện tại là đang để là 2 cây. Cây mẹ đang cho buồng và cây con chuẩn bị chỗ. Để chống đổ ngã cho cây chuối thì nhà vườn chúng em là có buộc những cái dây níu cây nọ vào mấy cây kia. Nếu mà bác nào mà có nhu cầu trồng chuối thì alo cho em theo số điện thoại 0779 335 899. Em tên là Thảo, em người Phú Thọ. Em ở xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Và em xin nhắc lại là em vừa bán giống cây giống con và vừa bán chuối buồng luôn. Số điện thoại của em là 0779 335 899. Em tên là Thảo. Và chào tất cả các bác.